Xin chào, rất vui đã được gặp lại các bạn trong loạt video tập trung khai thác những khía cạnh khám bựa của bè lỗ xúc động vật. Bạn có biết cần bao nhiêu con muỗi để hút sạch máu của một người? Sự sạch sẽ quá mức của bạn đã và đang đẩy một người bạn lâu năm của con người đến bờ vực của sự tuyệt chủng, thay những con khủng long có cái cần tăng dân số hay là không? Chào mừng đến với những sự thật nổ não về xúc động vật phần 8, sự uống nước của loài cá. Ai trong đời cũng từng bị muỗi cắn, thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi một con muỗi hút được bao nhiêu máu và cần bao nhiêu con muỗi để hút sạch máu của một người chưa? Về cơ bản, một con muỗi cái, và nhấn mạnh là chỉ muỗi cái, có thể hút một lượng máu tối đa gấp 3 lần trọng lượng cơ thể nó. Với một con muỗi cái nặng trung bình khoảng 5mg, tức là bằng khoảng 5 phần triệu của 1kg, ta có lượng máu tối đa mà một cá thể muỗi có thể hút được trong một lần rơi vào khoảng 15mg. Chưa rõ bằng cách nào, thế nhưng người ta ước tính được rằng máu chiếm khoảng 7% khối lượng cơ thể, tương đương với mức 4,9kg máu đối với một người trưởng thành nặng khoảng 70kg. Chia con số này cho 15mg, ta có số cá thể muỗi cần để hút cạn máu của một người trưởng thành rơi vào khoảng 326.700 con, hoặc một con nhưng để nó hút 326.700 lần. Tương tự như vậy, ta có số lượng muỗi cái, chính xác hơn thì là số lần hút máu của một con muỗi cái cần để rút cạn lượng máu của một con voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành, nặng trung bình hơn 5 tấn, là khoảng 33.333.333 phát cho khoảng 500 lít máu. Kinh hoàng hơn, bạn sẽ cần tới 426.666.666 lần hút máu để rút cạn 6.400kg máu của một con cá voi xanh nặng 150 tấn, giả sử là mấy con mẹ muỗi cái biết bơi. Bạn Nam Đỗ muốn biết khủng long có cái cần tăng dân số aka chim hay là không? Một cách chính xác thì không ai biết cả, đơn giản là bởi các nhà khảo cổ học hiện vẫn chưa khai quật được bất cứ chiếc chim khủng long hóa thạch nào. Tuy nhiên, theo một bài viết trên lifescience.com thì nhiều khả năng những con khủng long có chim. Vẫn theo bài viết này thì một con Tyrannosaurus Rex hay T-Rex trưởng thành dài 12,3m, cao 3,66m và nặng hơn 10 tấn có thể sở hữu một con chim dài từ 25cm đến 3,65m. Bạn Sakai Ken muốn Vipex cung cấp một ít thông tin về con ve lông mi vì bạn nghe nói chúng chỉ ăn được thôi chứ không ị được. Về cơ bản thì con ve lông mi mà bạn Sakai Ken nhắc tới chính là con dận mu, tên gọi khác là con dận cua, cháy cua hay cháy bẹn. Tên tiếng Tây là Crab louse hay Pubic louse, tên khoa học là Therus pubis, là một loài côn trùng hút máu đặc hữu, chỉ ký sinh trên cơ thể con người và cụ thể hơn là tại một số vùng lông như lông mu, lông mi, râu, ria, tóc và thậm chí là cả lông lách nữa. Chúng có một người anh em họ tên là dận khỉ đột, Gorilla louse, tên khoa học là Therus gorilla, sống ký sinh trên cơ thể của khỉ đột, tất nhiên rồi. Quay trở lại với loài dận mu, người nào sở hữu quần thể dận mu đủ lớn, chưa rõ là bao nhiêu con, sẽ bị coi là mắc bệnh dận mu, với biểu hiện dễ thấy nhất là hay gãi, giò ngứa ngáy ở phần mu. Dành cho bạn nào chưa biết thì mu là phần nằm ở phía dưới bụng và phía trên cơ quan sinh dục. Đối với thắc mắc của bạn Sakai Ken, Vipex hiện chưa tìm được bất kỳ thông tin nào khẳng định rằng loài dận mu không thể để ý. Trên thực tế, qua tìm hiểu, chúng tớ nhận thấy rằng đa phần các loài cháy dận sống ký sinh trên cơ thể người đều ị, và phân của chúng chính là một trong những nguyên nhân gây ngứa ở những người mắc cháy dận. Tuy nhiên, vẫn qua tìm hiểu, chúng tớ nhận ra rằng chuyện một con dận mu có ị hay là không, nó không quan trọng bằng việc sinh vật này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, thế nhưng lại chưa được đưa vào sách đỏ. Chính xác hơn thì là danh sách đỏ của Liên minh Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên, IUCN Red List. Thật vậy, dẫu đã tách ra khỏi người anh em Therus gorilla từ cách đây 3,3 triệu năm để trở thành người bạn đồng hành của con người và chỉ riêng con người. Thế nhưng, việc con người đang ngày càng trở nên sạch sẽ và thích cạo lông về cơ bản có thể được coi như là một thảm họa môi trường đối với loài dận mu,
khiến chúng mất dần không gian sống và rõ ràng là sẽ ngày càng tiến gần hơn đến với ranh giới của sự tuyệt chủng. Và đấy, giờ thì bạn lại có thêm một lý do nữa để ở bẩn rồi nhá. Bạn 195X Channel thắc mắc, nếu thả một chú mèo trưởng thành từ độ cao bao nhiêu thì sẽ gây nguy hiểm cho nó? Mình không biết bạn định làm gì, thế nhưng mà độ cao nguy hiểm đến tính mạng của một con mèo, giả sử là một con mèo có kích cỡ trung bình và có thân hình bình thường, chứ không phải là một con mèo mang hình hài của một con lợn, dao động trong khoảng từ 16 đến 25 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà từ 5 đến 8 tầng. Một con mèo rơi từ khoảng độ cao này sẽ phải tiếp đất với vận tốc lớn, xong lại không có đủ thời gian để thả lỏng cơ bắp đúng cách và hấp thụ những chấn động của cú rơi. Thấp hơn một chút, vận tốc tiếp đất sẽ là không đủ lớn để gây nguy hiểm đến tính mạng của một con mèo. Cao hơn nữa, các vị quảng thượng sẽ tiếp đất với vận tốc cuối, tức vận tốc tối đa mà chúng có thể đạt được khi rơi tự do trong không khí, khoảng 97 km/h. Thế nhưng, chúng cũng sẽ có đủ thời gian để bình tĩnh thả lỏng các cơ, triệt tiêu chấn động và thường là sống sót. Phòng khi bạn chưa tin, thì trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 4 tháng 11 năm 1984, một nhóm các nhà nghiên cứu đã ghi nhận và thậm chí là đo đạc được cái sự rơi của 132 con mèo tại khu vực quận Manhattan của thành phố New York, Mỹ. Theo đó, những con mèo đã rơi từ độ cao từ tầng 2 cho đến tầng 32, tương đương với khoảng độ cao từ 7 đến 100 mét, với độ cao trung bình xấp xỉ một tòa nhà 5,5 tầng hay 17 mét. Trong tổng số 132 thanh niên mèo nhảy lầu, rơi lầu đó, 107 thanh niên đã sống sót, 17 thanh niên chết vì chủ không có khả năng chạy chữa, chỉ có 8 thanh niên chết vì chấn động và những vết thương không thể cứu chữa ở phần ngực mà thôi. Cá biệt, Sabrina, con mèo cái duy nhất rơi từ tầng 32 xuống thẳng nền bê tông, chỉ bị thủng phổi nhẹ, mẻ một cái răng và ra viện sau chỉ 48 giờ đồng hồ. Bạn Việt Nam 675 muốn biết tinh trùng có phải là một động vật đơn bào không? Trước hết, động vật là những sinh vật đa bào. Vậy nên, VFX mạn phép sửa lại câu hỏi của bạn thành tinh trùng có phải là một sinh vật đơn bào hay là không? Về cơ bản, một thực thể được gọi là một sinh vật sống hay một dạng sống khi và chỉ khi nó đáp ứng được ít nhất 3 tiêu chí bao gồm có hoạt động trao đổi chất, có phát triển và có sinh sản. Tinh trùng có trao đổi chất, chúng phân giải fructose thành năng lượng để bơi đến gặp người con gái mà cả trăm triệu thằng cùng theo đuổi, đó là tấn. Chúng có phát triển, trải qua nhiều giai đoạn từ tinh nguyên bào, tinh bào 1, tinh bào 2, tiền tinh trùng, rồi mới thành tinh trùng. Thế nhưng, tinh trùng không có khả năng sinh sản, bởi nếu chúng có khả năng sinh sản, ta đã có những bé tinh trùng con, tinh trùng cháu hay tinh trùng chắt, chút chít, chủ chít. Tóm cái máy lại, tinh trùng là các tế bào, không phải là một sinh vật sống. Bạn Huân, Phạm Tiêu Huân thắc mắc, anh Đạt khoai to ơi, con cá nước mặn và nước ngọt uống nước như thế nào? Xin thưa với bạn Huân rằng cá nước ngọt không uống nước, chỉ có cá nước mặn do xung quanh bọn nó toàn là muối nên bọn nó cảm thấy mặn và muốn uống nước mà thôi. Cụ thể hơn, trong môi trường nước ngọt, độ mặn bên trong cơ thể những con cá sẽ cao hơn một chút so với môi trường bên ngoài. Do đó, sự thẩm thấu sẽ khiến nước ngọt ngấm vào bên trong cơ thể chúng một cách thụ động qua mang, qua da và qua dạ dày. Những con cá vì thế phải liên tục thải trừ lượng nước dư thừa này bằng cách tiết ra một loại nước tiểu loãng. Trái lại, trong môi trường nước mặn, cơ thể những con cá liên tục mất nước một cách thụ động thông qua sự thẩm thấu và trở nên mặn hơn đáng kể so với môi trường ngoài. Vì lẽ đó, chúng phải liên tục uống nước, đồng thời thải ra những dòng nước tiểu thuộc loại cực mặn. Ai cũng biết bò là một loài động vật ăn cỏ, đơn giản là bởi ta thấy chúng ăn cỏ và chỉ ăn cỏ. Vậy thì bạn có ngạc nhiên không nếu ta nói rằng những con bò thực chất là những sinh vật ăn thịt? What? Thật vậy, ta biết rằng bò là một trong số những loài động vật nhảy lại, nghĩa là chúng có tập quán mửa thức ăn đã nuốt từ trước đấy lên để nhảy lại thêm một lần nữa. Cụ thể hơn, khi gặm cỏ, bò nuốt luôn thức ăn mà không cần nhai, tống thức ăn xuống để được lưu trữ tạm thời, đồng thời được phân hủy một phần ở dạ cỏ, một trong bốn ngăn, đồng thời là ngăn có dung tích lớn nhất trong hệ tiêu hóa của những loài động vật nhảy lại.
Khi tìm được chỗ yên tĩnh, chúng phần thức ăn đang phân hủy lên đầy một miệng, rồi dùng răng hàm nghiền thức ăn thành từng mảnh nhỏ, sau đó nuốt ngược trở lại dạ cỏ để được tiêu hóa bởi hệ vi sinh vật tại đây. Và đó là lúc mà mọi thứ trở nên thú vị. Theo đó, hệ vi sinh vật vừa được đề cập bên trên chịu trách nhiệm chính trong việc phân hủy cellulose và các hợp chất carbohydrate trong cỏ thành các axit béo mà bò và những người bạn thuộc team nhảy lại dùng làm nhiên liệu cho hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Trong quá trình đó, số lượng vi sinh vật trong dạ cỏ của bò không ngừng gia tăng theo cấp số nhân. Các thế hệ đi trước, sau khi già và chết đi, sẽ tiếp tục di chuyển qua đường tiêu hóa và bị tiêu hóa một phần tại ruột non. Những tế bào vi khuẩn sinh ra tại dạ cỏ và được tiêu hóa tại ruột non này cung cấp cho những con bò một lượng cực lớn protein chất lượng cao, chiếm từ 70 đến 90% nhu cầu protein của một con bò. Lưu ý là số liệu được tham khảo từ bò sữa, giúp chúng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, dẫu chỉ ăn cỏ hay thậm chí là những loài thực vật khô cằn. Bởi nếu bạn chịu khó hình dung, thì việc tiêu hóa hàng nghìn, hàng chục nghìn hay thậm chí là hàng trăm nghìn tỷ con vi khuẩn, về mặt bản chất mà nói, nó cũng chả khác gì việc tiêu hóa từ vài lạng cho tới cả cân thịt. Tóm cái máy lại, bò sử dụng cỏ để chăn nuôi hệ vi sinh vật trong hệ tiêu hóa. Sau đó tiêu hóa hệ vi sinh vật mới được tạo ra đó để lấy năng lượng nuôi cơ thể. Và giờ thì bạn biết vì sao châu bò chỉ ăn cỏ mà vẫn béo tốt rồi đấy. Câu trả lời đó là bởi chúng không chỉ ăn chay mà còn ăn mặn nữa. Các bạn vừa xem xong video Những sự thật nổ não về xúc động vật phần 8, sự uống nước của loài cá được tổng hợp bởi VFX. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn đã nổ não chưa? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để thường xuyên được nổ não. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.